Rồi mình lọc cái nước nha, lấy cái nước mình tưới gốc cây, mình lấy lại cái này nha. Tiếp tục cho mình lọc cái nước này, nước gạo này ra một cái ly. Sau đó mình cho một ít muối. Mình đánh ra. Xong mình bôi lên mặt trì được mụn nha các trẻ ơi. Bí quyết mặt hết mụn. Hết mụn sau một tuần. Ngày bôi hai lần. Giờ mình bôi nha. Tiếp tục mình rửa mặt sạch xong rồi mình bôi lên. Mình bôi cái nước gạo với muối nha. Nước mình bó gạo đó với muối trộn chung vô. Mình lấy miếng bông. Mình bôi lên mặt. Nếu mà lỗ chân lông to thì nó sẽ xe khít lỗ chân lông lại. Ai bị mụn là hết mụn. Sau một tuần nha, mỗi ngày hai lần. Một lần cũng được, buổi tối cũng được. Buổi tối mình đi ngủ mình bôi nha, sáng mai rửa mặt. Còn nhiều người để không quen thì một tiếng hai tiếng sau lên mình đi rửa đi được nha. Xong rồi mình để cái thừa này vào trong ngăn đá hay ngăn mát gì đó, mai mình bôi tiếp, ngày bôi hai lần khi nào hết thôi nha, rồi làm lại cái mới nha. Nhớ nước vo gạo, bỏ một ít muối. Chúc các bạn thành công.